trình vaccine đều đó. Thì bây giờ anh sẽ hỏi câu đầu tiên trước nhé. Lady May Malachan là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của Singer đó, nhưng mà em lại được hát đến 4 sáng tác mới trong chương trình nên nhiều người ý kiến cho rằng em đang được chương trình ưu ái hơn các anh chị khác, thì em nghĩ sao về ý kiến này? Em xin cảm ơn câu hỏi của anh. Em xin được trả lời là đối với khi mà lúc đầu em đến với chương trình The Masked Singer, em không có một bất cứ một cái idea nào mình sẽ hát cái gì, và những cái list bài em cứ bị thay đổi liên tục. Và trong quá trình tham gia The Masked Singer, mỗi mascot sẽ được nhận những cái list bài riêng. Và khi mà mình nghe những ca khúc đó, ca khúc nào mình cảm được, thì mình sẽ chọn ca khúc đó để mà mình trình diễn. Và trong những cái list bài của em thì cũng có những bài mới và có những bài sẽ phải cover giống như ca khúc như những phút ban đầu. Nhưng mà có những ca khúc mới đó là những ca khúc em cảm được, và em cảm thấy là em tự tin để trình diễn ca khúc đó nên là em chọn ca khúc đó. Chứ thật sự em không có khả năng để mà mua giải hay là được bất. Thật sự là như vậy. Em xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn em. Em là cái sự cố lộ mặt của cô giáo thanh nhạc của em là trên mạng xã hội á, thì không biết điều này có ảnh hưởng gì đến em không, và phía ban tổ chức có giải quyết điều này như thế nào? Dạ, em xin được cảm ơn câu hỏi vừa rồi của anh, và với câu hỏi này thì em xin mời anh Khang Quách ạ. Em mời anh Khang Quách là người quản lý của Mira sẽ có những lời chia sẻ cùng với. Với câu hỏi này thì chắc là cho em xin phép là em sẽ không trả lời câu hỏi này, tại vì thứ nhất là chương trình cũng đã kết thúc cũng đã kết thúc rồi, và nó cũng đã kết thúc rất là đẹp rồi. Với lại là đó là một cái sự cố mà không phải là không ai mong muốn hết xảy ra hết, nên là em cũng hy vọng là mọi người trong cái buổi ngày hôm nay thì mọi người cũng có thể là tập trung nhiều hơn về cái con đường âm nhạc của Mira, cũng như là cái sự cố gắng của Mira trong suốt nhiều năm ở nước ngoài, và ngày hôm nay trở về đã có một cái sản phẩm mà để mà dành cho khán giả của người Việt, khán giả tại Việt Nam. Em cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn anh Khang Quách rất nhiều ạ. Dạ rồi, em mời anh. Để mà con sớt hôm trước á, thì diễn đạt sẽ được đọc với chất lượng âm thanh không được tốt cho lắm á. Thì không biết điều này ảnh hưởng đến phần thể hiện của em hay không. Và nhiều người có ý cho rằng cái phần final stage của Mascot với ca khúc của Hương Kim Tuyền chưa được mở cho lắm. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Em xin trả lời là bởi vì những cái ngày mà em rehearsal cho chương trình The Masked Singer, em đều phải đeo hai in-ear. Em không nghe được là phần âm thanh ở ngoài như thế nào, và em chỉ follow cái in-ear, cái âm thanh ở trong cái tai của em để mà em có thể hát được. Thì em cảm thấy là cái giọng của em nghe ở trong in-ear rất là ok. Và còn về phần âm thanh ở ngoài như thế nào đó, em cũng có đọc được những bình luận, là có những bình luận khen âm thanh của chương trình, và cũng có những bình luận như anh nói. Nhưng mà do là em đảm nhiệm vai trò là một người performer trong đêm đó, em chỉ biết là em sẽ cố gắng hoàn thành tốt tiết mục của đêm đó, cho dù là âm thanh có như thế nào, em vẫn luôn biết ơn chương trình Mã Sư Gò tạo nên một sân khấu quá hoành tráng cho khán giả tại Việt Nam. Và với anh có thể cho em nghe lại cái câu sau được không ạ? Cái ca khúc của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, em xin được trả lời là trước đó do là một phần là vì thời tiết, thật sự lần hai ngày hôm đó mưa rất là nhiều, và cả ba mascot nhận bài hát trong một khoảng thời gian cũng ngắn. Bởi vì anh có nghe, nếu như anh có xem chương trình thì anh sẽ biết được là Hứa Kim Tuyền chỉ mới viết cái ca khúc đó sau khi lấy cảm hứng từ những sự cố gắng của những mascot trong chương trình để viết ra được ca khúc đó. Và ba mascot nhận bài hát rất là gấp rút, và sau đó là các em, và trong khi đó là chị Trần Thu Hà ở thuốc tận Mỹ rất là xa, và mỗi khi connect với nhau rất là khó, và em cũng ở Mỹ và em cũng bay đi diễn, và sau nhưng mà cả ba mascot đều rất cố gắng để hoàn thành lịch tập của chương trình, nhưng mà do trời mưa lại không được gặp nhau tập, và phải delay cái chương trình lại ngày hôm sau, không được tập trên sân khấu và rất là gấp rút, nên là ngày hôm đó cả cả
cả ba mascot đã cố gắng để tập ở trong hậu trường, nhưng mà khi mà ra ngoài cũng đã cố gắng để hoàn thành tốt cái bài hát này, nên là em cảm thấy là em vui vì sự cố gắng của mọi người, nên là cho dù như thế nào đi nữa em vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ các chị và biết ơn các chị đã đồng hành cùng em trong The Mask Singer. Cái dự định mà quay trở về lại Việt Nam hoạt động thì em đã có từ khi nào? Và khi mà em đang rất là hot sau cái chương trình American Idol, mà lúc đó tại sao em không tranh thủ để mình về luôn mà đến bây giờ em mới xuất hiện lại? Dạ em cảm ơn câu hỏi của anh. Em xin được trả lời câu hỏi này là đầu tiên là em có dự định quay về Việt Nam để cống hiến cho khán giả Việt Nam đã hơn 2 năm, là cũng sau American Idol, đúng như là câu hỏi của anh nói. Và khoảng thời gian đó em cũng đã có liên lạc và ấp ủ rất là nhiều những cái kế hoạch của mình. Nhưng mà sau đó thì lại là đụng một cái, em đang chuẩn bị thì đụng một cái đợt dịch Covid. Và sau đó 2 năm em phải ngưng, và kể cả những sân khấu hải ngoại của em hát tại Mỹ cũng ngưng, phải ngưng một thời gian. Và không chỉ nói riêng em, và có rất là nhiều các anh chị nghệ sĩ cũng đã gặp khó khăn trong thời gian đó, không phải là về kinh tế đâu, mà là vì mình không được đứng trên sân khấu để gặp khán giả. Đó là một cái điều rất là buồn cho những anh chị nghệ sĩ làm nghề lúc đó, và kể cả em nữa. Và những kế hoạch của em đều phải bị hoãn lại cho tới lúc sau này luôn. Thì sau đó em được có cơ may là cũng đúng trong mùa dịch Covid, thì trung tâm tiếng Nga Paris My Night lúc đó là đã rất là can đảm để tổ chức và cũng trong năm 2020 là mời em cúng đầu tiên một Paris My Night Xuân Hy Vọng 131, là lúc đó là em đã đến gần hơn với khán giả người Việt tại Mỹ. Và sau đó một thời gian em rất là may mắn được hoạt động với rất là nhiều các anh chị ca sĩ hải ngoại ở tại Mỹ và đi hát ở trong nước Mỹ ra rất là nhiều tiểu bang. Và sau đó một thời gian thì em cảm thấy là bản thân mình đã được trau dồi và học hỏi rất là nhiều. Và sau đó thì có cơ duyên các anh chị từng làm việc với em tại Việt Nam đã từng làm việc 5 năm trước và liên hệ với em là: em ơi, đã hơn 5 năm rồi em không có cơ hội để mà đứng trước khán giả tại Việt Nam, sao em không thử sức mình với cuộc thi lần này, thi cùng với các anh chị có tên tuổi trong nền nhạc Việt Nam. Và sau đó em cũng đã đắn đo và em quyết định là thôi thì cứ cho bản thân mình một cơ hội để mà tiếp tục nghiêm túc cống hiến cho công việc ca hát. Thế mời em thêm một câu nữa là theo suy nghĩ của anh thôi nha, thì cái sản phẩm đầu tiên ra mắt khán giả thường sẽ là người ta sẽ đầu tư một cách rất là hoành tráng, lộng lẫy, hoặc là nó có cái gì đó để phải là đập vào mắt khán giả. Nhưng mà cái MV này nói thật là em làm khá là đơn giản, thì em có thể chia sẻ lý do tại sao hay không, hay là theo phong cách của em muốn như vậy? Dạ, thật sự thì em làm music video này trong lúc mà em tham gia chương trình The Masked Singer. Em lại lúc đó em không nghĩ là mình sẽ được vào show như vậy, và những cái kế hoạch mà em phải rất là gấp rút để chuẩn bị. Và cái ca khúc này là em tạo dựng làm MV lấy cảm hứng từ nhân vật Lady May của chương trình The Masked Singer, là một nhân vật che đi cái lớp mặt của mình và chỉ là thể hiện một cái tâm hồn và cái giọng hát của mình. Và đó là những gì mà Mira Trần muốn gửi đến cho tất cả quý vị sau chương trình The Masked Singer hiểu được hơn về bản thân em và giọng hát của em như là như thế nào. Và sau đó thì em sẽ cố gắng như thế nào đó trong một thời gian nhanh nhất để có thể đáp ứng được những nhu cầu nghe và nhìn của tất cả quý vị. Và đây là giống như em đã nói, là một món quà chân thành của em sau nhiều năm, sau một khoảng thời gian mà em đi diễn và em dành dựng để mà làm một chiếc MV như thế này, để giống như là một lời cảm ơn, một lời tri ân trước đã. Và sau đó thì em sẽ tiếp tục làm những kế hoạch lớn hơn trong tương lai ạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh ạ. Anh còn câu hỏi nữa đúng không anh? Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em xin mời người tiếp theo ạ. Em xin mời... Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.